Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến lại tiếp tục lên một video giới thiệu anh em tới 6 sản phẩm để anh em có thể tiếp tục lựa chọn cho mình những sản phẩm nào ưng ý. Thì đầu tiên Tuyến sẽ quay cận cảnh chi tiết luôn để cho anh em lựa chọn. Và đầu tiên Tuyến giới thiệu anh em đến một con âm ni Đờ Nông. Con này là dòng chữ đỏ nhé. Con này có model là PMA500Z, dòng Đờ Nông chữ đỏ. Đó, các bác nhìn nhé. Con này tình trạng về là đẹp xuất sắc không tì vết luôn, có thể nói là đẹp xuất sắc không tì vết luôn. Và con này nó là đi vào huyền thoại của cái quả Đờ Nông rồi, bởi vì con này nói về chất âm của nó thì rất là tuyệt vời. Nó được đánh bún sò Motorola, sò nhôm các bác nhé. Đó, nên là chất âm con này cực kỳ là ngọt ngào luôn. Đó, nổi tiếng là con này đánh bún sò nhôm Motorola rồi. Các bác nếu mà các bác nào đã chơi qua dòng Đờ Nông thì các bác hiểu cái chất âm của những con này nó ngọt ngào đến thế nào. Công suất con này nó không phải là lớn, nhưng mà nói về độ phối ghép thì nó đánh được nhiều loa bass 25-30. Đó, bởi vì công suất con này nó ra loa công suất là tiêu của nó 70W, nhưng mà công suất ra loa cực kỳ lớn mà con này cực kỳ là chất. Nếu mà các bác nào đã từng nghe qua Đờ Nông thì các bác đủ hiểu. Con này tình trạng là đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đó, em quay luôn kỹ càng để cho các bác có thể xem từ núm điếc này. Các bác nhìn nhé, độ đẹp của nó là không thể có gì để mà chê. Đó, nâu nớt này các bác này. Đó, nâu nớt. Con này những đời này thì chất âm của Đờ Nông con đời này thì là quá tuyệt vời, quá hay luôn. Đó, volume cực kỳ là ngọt rồi. Con này nó quá nổi tiếng rồi. 500Z đánh 4 sò nhôm Motorola. Đấy, đây là đều 4 sò nhôm, hai tụ nọc nguồn biến áp đây của nó đây. Dòng này thì rất là tuyệt vời. Thì em cũng báo giá luôn, con 500Z này em để cho các bác với giá là 5.500.000 đồng nha. Các bác nào nếu mà các bác nào mà đam mê về những âm thanh cổ mà cần chất âm ngọt ngào thì không thể bỏ qua những con này. Đó, đánh hai cầu A và B, A cộng B. Đó, cực chất luôn. Đấy, thì con này em để cho các bác với giá là 5.500.000 đồng nhé. Bao dinh, bao đẹp không tì vết luôn nhé. Đấy, các bác nhìn nhé, từ góc cạnh nha, máy móc đẹp như mới luôn. Đó, sassy không một vết rỗ luôn. Cái này nó là sassy kiểu màu bộ đội các bác nhé, nên là của nó cực kỳ đẹp luôn. Đó, rất là đẹp. Thì em để cho các bác với giá con này chỉ 5.500.000 đồng. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con âm ni cổ của Pioneer. Con này có model là SX1500T. Con này 1500T. Thì con này thì nếu mà nói về chất âm thì các bác cũng khỏi phải bàn đi. Đó, sassy đẹp 7 màu nhé, đẹp kính con luôn nhé. Đây, em đã tháo vỏ ra để cho các bác nhìn luôn. Con này được đánh 4 sò Toshiba các bác nhé. 4 sò Toshiba chữ đỏ. Đó, 2SC793 sò Toshiba chữ đỏ. Đánh hai cầu A và B và đánh từ 4 cho đến 16 ohm các bác nhá. 4 cho 16 ohm và con này em nói luôn là dòng xuất âm tụ nhá. Đây là tụ nọc nguồn và đây là tụ xuất âm. Đây là hai tụ xuất âm của nó. Đó. Con này của nó đánh hai tụ nọc nguồn và hai tụ xuất âm các bác nhá. Đấy, hai tụ nọc nguồn đấu song song 100V. Đó, con này ra đời khá là lâu rồi. Để nếu mà tính tuổi đời của nó bây giờ là cũng là trên 50 năm rồi. Để mà nó còn đẹp xuất sắc như này thì các bác đủ hiểu là nó chất như thế nào. Đó, Pioneer 1500T, SX1500T các bác nhé. Dòng này đã đi vào quá nào huyền thoại rồi. Đấy, tình trạng là đẹp xuất sắc, zin tuyệt đối luôn các bác nhé. Con này đẹp xuất sắc luôn. Đó, con này 1500T này, ngay cả xương của nó cũng đề là SX1500T nhé. Đấy, thời ngày xưa nó bắt đầu thời những thời mới làm nên là cái gì nó cũng cẩn thận. Từ vỏ viết, từ sắt xi đều có mã số đầy đủ các bác nhé. Đó, mà đặc biệt là zin tuyệt đối luôn. Con này zin tuyệt đối, em tháo cái mặt đít này ra để cho các bác nhìn thấy 4 sò Toshiba chữ đỏ luôn. Thì em cũng báo giá luôn con 1500T này, công suất là 305W các bác nhá, 305W.
Thì em để cho các bác với giá là 8 triệu 500 nghìn đồng. Một cái giá cực kỳ tốt luôn. Và dòng này cứ rất là hiếm, không thể có nhiều những dòng này. Các bác chơi những dòng này thì các bác biết. Đó, con này thì nó không có nhiều trên thị trường đâu. Đấy, để tìm mà đẹp những em này lại càng khó luôn nữa. Em để cho các bác với giá 8 triệu 500 nghìn đồng con này. 1500T này. Đó, một con âm ly cực kỳ hiếm luôn. Cực kỳ đẹp, dòng cổ có vỏ gỗ đẹp các bác nhá, con này có vỏ gỗ đẹp luôn. Đó. Thì em để cho các bác với giá là 8 triệu 500 nghìn đồng. Và tiếp đến thì em giới thiệu các bác đến một con âm ly Pioneer, dòng này thì chuyên về hát karaoke, nghe nhạc rất là tuyệt vời. Đó. Con này có model là SAV11 các bác nhá, SAV11, con này thì để chuyên về karaoke, công suất là 100W. Công suất là 100W. Đấy, có cả cầu chữ U. Đó, đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đây này, các bác nhìn đó nhé, đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Nên là rất là tiện. Các bác có thể vừa nghe nhạc, hát karaoke. Đây, ở đây thì trước đây thì nó có echo. Nó có cả echo và đây là giải bass check. Về đấy, có volume. Và đây nó có 3 thần mic. Có echo reverb đầy đủ luôn nhé. Các bác hát karaoke rất là tiện. Mà đây này, zin tuyệt đối. Từ đèn thúc xanh đen còn zin tuyệt đối luôn các bác nhé. Đấy, đèn thúc xanh đen còn zin tuyệt đối. Con này đánh 4 sò Toshiba. Đó, đánh 4 sò Toshiba xanh đen các bác nhé. 4 con sò Toshiba xanh đen dưới đít này. Tình trạng đẹp xuất sắc như này, zin tuyệt đối. Em để cho các bác với giá là 2 triệu đồng con âm ly karaoke này. Một cái giá cực kỳ rẻ mà các bác có thể là vừa nghe nhạc hát karaoke rất là tuyệt vời. Chỉ có 2 triệu đồng. Đó. 2 triệu đồng con âm ly này. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một model của JVC. Con này có model là JRS300. Con này được đánh 4 sò Sanken các bác nhé. Đó. 4 con sò Sanken quả 2SD 582. Đó, và ở đây con này có hai đồng hồ vu cho hai kênh và đây là đồng hồ vu của tuner, dòng âm ly đài, con này là hàng xuất Mỹ các bác nhá. Và ưu điểm của con này là có chỉnh equalizer. Đấy, chỉnh equalizer nên là các bác thích nghe nhạc theo chế độ nào thì mình điều chỉnh rất là tiện. Đó, mình chỉnh theo rất là tiện. Đấy, FM 108 luôn. Đẹp xuất sắc luôn, con này hàng Mỹ, đẹp như mới luôn các bác nha, đẹp như mới. Và công suất con này là 145W các bác nha, 145W. Đó, 145W. Điện 120V, hàng Mỹ, nên là khỏi phải chê đi. Đấy, đèn thúc xanh đen còn zin nguyên bản và đánh 4 sò sắt nên là chất âm con này cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, sắt xi bảy màu đẹp kính con luôn. Mặt mũi thì cực kỳ đẹp, nói chung là con này thì không có gì phải bàn. Thì em cũng báo giá luôn con JVC của Victor này. Em để cho các bác với giá là 5 triệu 800 nghìn đồng. 5 triệu 800 nghìn đồng con này. Đấy, bao zin bao đẹp. Con này khi bật lên đèn sáng xanh tuyệt đẹp luôn. Đây này. Em con này em chưa cắm điện. Nhưng mà bật lên đèn sáng xanh tuyệt đẹp luôn nhé các bác nhé. Đèn sáng xanh cực kỳ đẹp luôn. Mặt trông nổi về đêm thì rất là tuyệt vời. Đó, em để cho các bác với giá là 5 triệu 800 nghìn đồng. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con âm ly karaoke. Con này có model này SAV24. Đó, con này SAV24. Con này thì có nhiều cần chỉnh equalizer, echo, reverb. Con này đầy đủ các bác nhé. Con này dòng âm ly karaoke. Nên là hàng nội địa của Trung Quốc. Nên là toàn chữ Nhật thôi. À, nội địa của Nhật. Xin lỗi các bác nhé. Pioneer nội địa của Nhật. Nên là toàn chữ Nhật thôi. Đấy. Con này sử dụng biến áp rất lớn và con này công suất lên đến công suất con này là 200W các bác nha, 200W thì chơi được những đôi loa khó tính và đặc biệt con này đánh 8 sò. Đó, con này đánh 8 sò. Đây, đây các bác nhìn này, 8 sò xanh đen. Pioneer thì miết bàn rồi, bàn lại hàng nội địa. Đấy, ngay cả tụ nó cũng là Pioneer luôn. Đấy, các bác nhìn nhá, từ tụ là cũng là Pioneer luôn. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Con này hát karaoke cực kỳ là hay luôn. Đó. Biến áp nguồn rất lớn, rất khủng. Mà con này chơi được như toàn nhiệt xương cá này.
các bác nhìn tỏa nhiệt xương cá này, của nó là công suất lớn nên là mức độ nó làm kiểu tỏa nhiệt xương cá này, này để tỏa nhiệt rất là nhanh và không có quạt gió nên các bác nghe nhạc cực kỳ nó êm dịu luôn đó. Mà con này nếu mà nói về echo rời vật của nó thì khỏi phải bàn đi, chất âm của nó cực kỳ là hay. Thì em cũng báo giá luôn con SAV24 này, em để cho các bác với giá 3.800.000 đồng nhá, con âm đi karaoke khủng long này đấy, rất là nhiều cần chỉnh luôn. Echo các bác chỉnh chế độ nhanh chậm đều được hết. Đó, đây này, các bác nhìn này, DSB. Đấy, dòng chỉnh Echo Revert của nó, con này thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, con này các bác hát karaoke thì khỏi phải nghĩ đi, đánh hai cầu A và B các bác nhé, đánh hai cầu A và B. Thì em để cho các bác với giá chỉ có 3.800.000 đồng con âm đi karaoke này như này. Đó. Đây này, DSP Echo này. Đấy. Nên là các bác cứ yên tâm con này, nếu mà nói về karaoke các bác chơi với lại loa Nhật nữa thì là chấm hết rồi. Đó, mà với một cái mức giá là chỉ có hơn 3 triệu, quá là bèo này. Và tiếp đến là cuối cùng là em giới thiệu các bác đến một con âm ni Technic, con này có model là SU8600 các bác nhá. 8600 này thì con này được đánh 4 sò sắt. Đó. Đặc biệt là những con này chỉ những dòng loa Nga đều rất ok. Và đây các bác nhìn nhá, đèn thúc xanh đen còn zin nguyên bản nhá, con này còn zin tuyệt đối luôn nhá, mà chất âm con này cực kỳ là tuyệt vời luôn. Các bác đánh loa Nhật hay là loa Nga đều rất ok. Đó, mà con này những dòng âm ni cổ này chất âm của nó cực kỳ là hay. Đó, mặt trắng phay nhôm rất là đẹp. Đó. Các bác nhìn nhá, làm cực kỳ sang trọng mà một cái nhôm, tấm nhôm cực kỳ dày luôn. Bên Nhật này như con này nó kiểu nó thừa nhôm hay sao, nó đúc miếng nhôm quá to quá dày luôn, mới lại làm cực kỳ cẩn thận, rất là đẹp luôn, nhìn rất là đã mắt. Đó, con này thì 170W các bác nha, công suất là 170W, đánh từ 4 cho đến 16 ohm, đánh hai cầu A và B. Đó, các bác nhìn nha, đánh hai cầu A và B, đánh từ 4 cho đến 16 ohm, hầu như không biết kén loa nào. Thì tụ nọc nguồn, tụ đời tụ trắng cực kỳ dài dài luôn nhé các bác nha, nó cao. Và tụ nọc nguồn của nó toàn tụ Enna, của nó là đi 15.000 mi các bác nha, một con tụ là công suất lớn nên là nó đánh cực kỳ là khỏe. Đó, 15.000 mi. Thì em để cho các bác con 8.600 này với giá là 4 triệu đồng nhé, 4 triệu đồng con âm ni 8.600 này. Đó, thì em vừa giới thiệu các bác đến 6 sản phẩm, 6 âm ni khác nhau. Thì các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969 nhé. Zalo của em là 0129984869. Địa chỉ của em Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định. Đó, thì 6 sản phẩm như này thì các bác nào có nhu cầu thì cứ đọc rõ mã cho em để em tư vấn. Đó, thì các bác mua hàng của em thì vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng. Và em nói rõ luôn là giá em vừa báo trên là chưa bao gồm phí ship nha các bác nhá, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó, thì các bác nào mua hàng thì cứ liên hệ cho em được em tư vấn cho kỹ càng hơn. Và em Tuyến xin phép được dừng video tại đây. Các bác nào chưa đăng ký kênh của em Tuyến thì nhớ nhấn nút đây để đăng ký những video tiếp theo nhé, để không bỏ lỡ những video em đăng. Và các bác yêu quý em thì nhớ cho em một like. Xin cảm ơn các bác nhiều. Em chào các bác.